Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong lúc làm nhiệm vụ, một thiếu tá công an bị nhóm buôn ma túy dùng súng chống trả, trúng đạn hy sinh. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Sùng A Chía sinh năm 1981 và ba đồng phạm gồm Sùng A Tông sinh năm 1991, Thảo A Minh sinh năm 2000, Phàng A Báo sinh năm 1994 đều trú tại huyện Mường Lát về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2021, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an huyện Mường Lát do đồng chí Phạm Văn Vương, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy làm tổ trưởng, đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn. Nghi vấn các đối tượng này có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy, nên tổ công tác đã dừng xe lại, yêu cầu các đối tượng chấp hành làm việc theo đúng quy định. Khi thiếu tá Vi Văn Luân, công an viên Công an xã Phù Nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng trên để kiểm tra, thì bất ngờ Sùng A Chía rút súng bắn thẳng vào người khiến đồng chí Luân trúng đạn gục xuống. Tiếp đó, Sùng A Tông cũng dùng súng bắn tiếp về phía tổ công tác. Nghe thấy hai tiếng súng nổ, Phàng A Báo và Thảo A Minh đang ở trên núi cũng nổ súng bắn xuống để yểm trợ đồng bọn. Sau khi gây án, nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Các đồng chí trong tổ công tác đã nhanh chóng đưa đồng chí Luân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh trên đường đến bệnh viện. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ nhóm đối tượng gây án. Từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, cả bốn đối tượng nói trên đã lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ và vận động ra đầu thú. Tại phiên tòa, bốn bị cáo đã đồng ý với hội đồng xét xử về bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân trình bày, đồng thời lần lượt khai nhận những hành vi phạm tội của mình trong ngày 6 tháng 2 năm 2021. Căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các đối tượng cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Sùng A Chía mức án tử hình. Ba bị cáo còn lại là Sùng A Tông, Thảo A Minh, Phàng A Pháo mức án tù chung thân. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường dân sự về chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho nhân thân bị hại với tổng số tiền trên 225 triệu đồng. Buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của liệt sĩ Vi Văn Luân cho đến khi đủ 18 tuổi mỗi tháng 4 triệu đồng. Sáng 8 tháng 2 năm 2021, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá, tổ chức truy điệu và an táng đồng chí Vi Văn Luân là công an viên xã Phù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy. Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát. Trước sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Vi Văn Luân, chiều ngày 7 tháng 2 năm 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Vi Văn Luân. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ đã trao quyết định này cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân, đồng thời trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội của Bộ Công an cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân. Đúng 9 giờ ngày 8 tháng 2, lễ truy điệu và an táng Trung tá Vi Văn Luân đã được Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tổ chức trọng thể tại gia đình ở tiểu khu 5 thị trấn Mường Lát theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân và phong tục địa phương. Trung tá Vi Văn Luân, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1981, là người con của dân tộc Thái ở xã Tam Trung, huyện Mường Lát. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp trung cấp Cảnh sát Nhân dân, đồng chí được điều động về đội hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát. Tháng 9 năm 2020, đồng chí được điều động về làm công an viên xã Phù Nhi, huyện Mường Lát, theo đề án bố trí công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã của Bộ Công an. Ở cương vị công tác nào, đồng chí Vi Văn Luân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy,
được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Trước vong linh người đồng đội, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa nguyện noi gương Trung tá Vi Văn Luân dũng cảm chiến đấu ngăn chặn cái chết trắng. Hàng nghìn người dân huyện Mường Lát đã đến tiễn đưa người con thân yêu của núi rừng về với đất mẹ. Ngay trong tang lễ, gia đình Trung tá Vi Văn Luân đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, động viên của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh. Sự ra đi đột ngột của Thiếu tá Vi Văn Luân để lại một mất mát lớn cho Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng đội và người thân. Anh ngã xuống khi hai con còn thơ dại, lớn 12 tuổi, nhỏ 15 tuổi. Bố mẹ già và người vợ trẻ đang là giáo viên. Trung tá Vi Văn Luân là người con của dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở xã Tam Trung, nay là thị trấn Mường Lát do một phần xã Tam Trung cắt về huyện Mường Lát. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp trung cấp cảnh sát nhân dân, anh được điều động về đội hình sự, kinh tế và ma túy công an huyện Mường Lát. Tháng 9 năm 2020, anh Luân được điều động về làm công an viên xã Phù Nhi theo đề án bố trí công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã của Bộ Công an. Theo Công an huyện Mường Lát, ở cương vị công tác nào, Thiếu tá Vi Văn Luân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh đã tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Sáng 21 tháng 11 năm 2012, tại Ủy ban Nhân dân xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử lưu động băng cướp trong khi bị truy đuổi đã bắn chết chiến sĩ Lê Thanh Tâm, 26 tuổi, công an huyện Cẩm Mỹ. Đây là băng cướp máu lạnh, giết người không gớm tay khi chỉ trong chưa đầy 2 tháng, từ ngày 29 tháng 5 đến 19 tháng 7 năm 2011, đã thực hiện 4 vụ cướp của giết người trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa và Đắk Lắk, làm chết 3 người và bị thương 4 người. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Văn Trung, 23 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, mức án tử hình. Nguyễn Hoàng Mạnh, 25 tuổi, ngụ tại huyện Long Thành, Đồng Nai, trung thân. Và Trịnh Công Vững, 23 tuổi, ngụ huyện Long Thành, 25 năm tù, cùng về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Riêng bị cáo Phạm Hữu Thịnh, 24 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, bị phạt mức án chung 5 năm tù về hai tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm. Trong vụ án này, Trần Quốc Tuấn là kẻ hung hãn nhất, trực tiếp nổ súng giết anh Lê Thanh Tâm đã bị lực lượng công an bắn chết. Phiên xử có hàng ngàn người dân đến dự, nhiều người tỏ ra bức xúc và căm phẫn với tội ác của bọn chúng. Gia đình chiến sĩ Lê Thanh Tâm đến dự tòa với di ảnh của anh khiến mọi người không khỏi bùi ngùi. Nhận định vụ án, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Trung tham gia tích cực nhiều vụ án giết người, cướp tài sản. Mặc dù bị cáo thành khẩn nhận tội, nhưng xét không còn khả năng cải tạo giáo dục, phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Trong khi đó, bị cáo Mạnh có nhân thân xấu, từng đi cải tạo nhưng tiếp tục gây tội ác. Mạnh giữ vai trò đồng phạm tích cực sau Trần Quốc Tuấn, khi chính Mạnh là người chở Tuấn áp sát bị hại để Tuấn bắn chết nạn nhân, nên cần xử mức án không thời hạn, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo Trịnh Công Vững bị truy tố với vai trò là đồng phạm trong vụ án nên cần xử phạt nghiêm sau Trung và Mạnh. Trong số 4 vụ án do băng cướp này gây ra, đáng chú ý nhất là vụ bắn trả lực lượng công an huyện Cẩm Mỹ giết chết anh Tâm vào chiều tối ngày 19 tháng 7 năm 2011. Theo cáo trạng, chiều hôm đó, Trần Quốc Tuấn lái xe máy chở Bùi Văn Trung do vi phạm luật giao thông nên bị công an xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ thổi phạt. Bọn chúng không chấp hành mà lái xe tăng tốc bỏ chạy, buộc công an truy đuổi một đoạn thì chúng té ngã giữa đường. Hai công an viên Hồ Thông và Phạm Vi Quang Vũ xông vào khống chế thì bất ngờ tên Tuấn rút súng K-59 bắn làm anh Thông bị thương ở đùi. Sau đó, chúng tiếp tục lên xe chạy thoát thân, nhưng được một đoạn thì xe chết máy. Thấy ông Phạm Thái Tương đang chạy xe máy chiều ngược lại, Tuấn nhảy ra chĩa súng vào ông Tương khống chế, buộc đưa xe cho chúng. Ông Tương chống cự thì bị Tuấn bắn vào mặt. Rất may viên đạn chỉ xuyên qua phần mềm thái dương và má phải của ông Tương. Nhận được tin báo, anh Lê Thanh Tâm cùng đồng đội đuổi theo truy bắt. Bọn chúng chạy một đoạn thì vứt xe tìm chỗ ẩn nấp. Trung chui xuống cống thoát nước bên đường. Tuấn chạy vào dãy ông Đặng Văn Trưng ở ấp Suối Cả, xã Long Giao, khống chế ông Trưng cướp xe tẩu thoát. Ngay lúc này, anh Lê Thanh Tâm đuổi tới nơi. Thấy xe cướp khống chế người dân, anh Tâm không ngại nguy hiểm, lao vào bắt thì bị Tuấn bắn vào ngực và tử vong. Sau đó, Tuấn tiếp tục chạy đến nhà anh Thượng Văn Ly cướp một chiếc xe Dream để tẩu thoát.
bị anh Ly và anh Nguyễn Văn Thanh chống trả, tên Tuấn lạnh lùng dùng súng bắn 2 phát. Rất may viên đạn chỉ trúng vào phần mềm sau gáy anh Thanh. Đúng lúc này, lực lượng công an đuổi đến nơi, Tuấn ngoan cố vừa ẩn nấp vừa bắn trả. Lực lượng công an buộc phải nổ súng bắn chết Tuấn. Trung sau nhiều giờ trốn dưới cống cũng bị công an bắt giữ. Từ Trung, công an đã khám phá hàng loạt những vụ án do bọn chúng gây ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành và đã bắt giữ thêm Nguyễn Hoàng Mạnh, Trịnh Công Vững và Phạm Hữu Thịnh. Cụ thể, vào tháng 5 năm 2011, Tuấn rủ Trung đến thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk mua súng để đi cướp. Vì lý do đã trả tiền nhưng Nguyễn Hữu Dũng không đưa súng, nên ngày 29 tháng 5 năm 2011, Tuấn chở Trung bằng xe máy đến nhà Dũng. Tại đây, Tuấn dùng dao đâm Dũng đến 14 nhát, làm Dũng chết tại chỗ. Vài ngày sau, Tuấn, Trung và hai người bạn rủ nhau ra Hải Phòng chơi. Tối mùng 8 tháng 6 năm 2011, khi đến Thanh Hóa, bọn chúng thuê nhà nghỉ qua đêm. Thuê phòng xong, Tuấn điều khiển xe máy chở Trung đi cướp. Khi đến xã Quảng Thanh, thành phố Thanh Hóa thì gặp anh Nguyễn Mạnh Linh lái xe Dream chở chị Nguyễn Thị Vân. Bọn chúng liền lao vào đạp xe làm anh Linh, chị Vân ngã xuống đường, rồi dùng dao khống chế cướp xe, ví tiền và nhiều nữ trang. Trở về Đồng Nai đúng một tháng sau, ngày 7 tháng 8 năm 2011, Tuấn và Trung rủ Trịnh Công Vững và Nguyễn Hoàng Mạnh đi cướp tiếp. Để chuẩn bị ăn hàng, bọn chúng mang theo khẩu K-59 và một khẩu súng bắn điện. Khi ngang qua một quán nhậu ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, thấy anh Nguyễn Quốc Dũng và anh Nguyễn Thanh Tuấn đang ngồi uống rượu. Kế bên có dựng chiếc xe SH trị giá trên 100 triệu đồng nên tấp vào quán nước đối diện để rình con mồi. Nhậu xong, anh Dũng chở anh Nguyễn Thanh Tuấn ra về thì Tuấn đã dùng súng bắn chết anh Dũng và bắn bị thương anh Nguyễn Thanh Tuấn. Chiếc SH cướp được, bọn chúng bán cho Phạm Hữu Thịnh với giá 46 triệu đồng. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.